chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của nhà vui chúng ta đang có mặt ở phía đầu cầu bên phía mặt Long Biên của cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và hôm nay tôi sẽ test đi thử lên cái phần đường chuẩn bị hoàn thành của cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 chúng à, ta quan sát thì uh, phần nhựa đã được thảm xong và các cái uh, vạch uh, mờ uh, định vị cái vị trí kẻ len đường cũng đã được uh, đơn vị thi công tiến hành uh, như vậy là chúng ta có thể quan sát thấy uh, phần uh, lòng đường chính này sẽ chia làm ba làn theo như công bố của sở giao thông vận tải thì sẽ có hai làn cho xe hơi và một làn cho xe buýt uh, cái bên phía tay trái bên kia qua cái uh, phân cách cứng là làn đường hỗn hợp bên phía phải chúng ta đây À, giữa phần lần can của hai cái cầu cũ và mới à, là hệ thống đèn giao thông à, đã được à, đơn vị thi công trăng đèn kết hoa rất là rực rỡ rồi, dường như là chuẩn bị cho cái lễ à, khánh thành của cái cầu. À, hoa giấy thì được trồng ở làn phân cách giữa hai lần cầu. À, có vẻ như cái việc xây dựng cái cầu Vĩnh Tuy À, đơn thuần chỉ là cái cầu cho phương tiện giao thông mà không có điểm nhấn về kiến trúc, do đó thành phố muốn làm mềm hóa cái khối bê tông lớn này bằng cách trồng một cái giải hoa giấy ở phía giữa à, hai cái cầu này. À, hoa giấy là cái loại hoa mà chịu hạn, Hán nắng rất là tốt, đồng thời nó có hoa và đặc biệt là dễ chăm sóc. À, với việc à, mở à, chia làm ba làn. Thì cái bề rộng của cái làn đường này sẽ là 3,75 m. trên cái bề mặt cắt ngang của cầu là 19,25 m. như vậy thì sẽ cho ta đi với cái tốc độ tối đa là 80 km/h. cùng tốc độ với làn đường trên cao của đường Vỹ Tây 2. Đây là tốc độ thiết kế tiêu chuẩn dành cho cái cầu sau khi đã thông toàn tuyến khác với ở giai đoạn 1 thì cầu đi với tốc độ hạn chế chỉ có 50 km trên giờ mà thôi à, Chúng ta quan sát thấy à, về cơ bản đã hoàn tất cái việc à, thảm nhựa và lắp hệ thống chiếu sáng ở phần trục giữa hoa cũng đã trồng à, đặc biệt là ở giai đoạn này thì à, hệ thống đèn à, chiếu sáng rất được đầu tư với khoảng hơn 600 mét cột đèn ở dạng trụ ở dạng đèn led này là điểm nhấn và đêm cho cái câu này tổng mức đầu tư của cái giai đoạn này là 2.500 tỷ thấp hơn so với giai đoạn 1 là 3.597 tỷ à, cái cầu với tuy giai đoạn 2 này thì có thiết kế hoàn toàn giống với cái cầu với tuy giai đoạn 1 với tổng chiều dài 5,8 km trong đó cái phần vượt sông là dài 3,5 km ở phía trước mặt chúng ta kia thì đơn vị thi công đang tiến hành lắp các cái chậu hoa cũng như chỉnh trang các cái phần còn lại của hệ thống điện đồng thời thảm mặt đường à chúng ta sẽ quay lại với cái đầu dốc Minh Khai để đi lên cái phần à, cầu Bến Tuy à, thuộc giai đoạn 1 để xem à, giai đoạn 1 và giai đoạn 2 nó khác nhau như thế nào. À cái cầu Bến Tuy giai đoạn 1 thì được khởi công vào năm 2005 và được khánh thành vào năm 2010, tức là mất 5 năm thi công với tổng mức đầu tư là 3.597 tỷ đồng. Khu vực này nó đắt tiền hơn so với giai đoạn 2 bởi vì còn thêm các hệ thống à, cầu dẫn ở đô lên à, cái đường dẫn lên nhân cầu à, được chia làm 3 làn à, đoạn này thì khá là đông đúc bởi kết nối với khu đô thị Tham City của Vingroup À, ở giai đoạn 1 thì khi lên tới uh, chân cầu vĩnh tuy thì lòng đường bị thu hẹp lại à, do cái cầu ở giai đoạn 1 chỉ là 1 phần hai của cầu mà thôi do đó ở khu vực này là tạo ra một nút thắt cổ chai ở ngay vị trí này và thường xuyên gây ủn tắc trong những năm gần đây do mật độ phương tiện nó lưu thông nó tăng đột biến đây là khu vực chúng ta thắt cổ chai và để đi vào cái cầu vị tim 1. Ở cái giai đoạn 1 này thì cầu Vinh tuy được chia làm 6 làn, trong đó có 4 làn cho xe ô tô cộng với 2 làn cho xe thô sơ. Và cái phần ranh giới giữa ngăn cách giữa phần làn xe thô sơ và xe ô tô chỉ là một cái giải nét liền. À, tương đối à, không an toàn cho những người tham gia cái phương tiện thô sơ à, và đặc biệt ở đây thì cái làn xe à, tôi đoán là chỉ tầm à, 3m đến 3m rưỡi mà thôi do đó à, tốc độ lưu thông trên cái cầu này chỉ cho phép là 50 km h bởi vì cái bề mặt cắt ngang của cái cầu Vĩnh Tuy Đại 1 cũng rộng 19,25 giống như cầu Vĩnh Tuy 2 đang thi công ở bên phía tay phải kia ở đây các bạn quan sát là đội thi công đang lắp hệ thống đèn khi chúng ta đi ở đầu bên kia đã quan sát thấy ở phần giữa này à, đội thi công cũng khá là tiết kiệm khi tận dụng cái phần cột đèn ở giữa của cầu sang bên phía làn mới còn hệ thống cột đèn giữa với hai đèn hai bên này thì được thay mới coi như tận dụng được một tuyến đèn chiếu sáng đồng thời hệ thống đèn chiếu sáng mới dạng LED được bố cục các trụ xen giữa này là mới hoàn toàn. À, sau khi mà à, hoàn chỉnh cái phần thi công cái cầu bệnh tuy giai đoạn 2 thì nhiều khả năng à, thành phố sẽ cho lưu thông một phần sang bên kia tạm để xử lý lại vạch kẻ đường cho cái làn trên cái cầu bột này à, không rõ là có thảm lại mặt được hay không. Tuy nhiên khi mà thông toàn tuyến thì cầu Vĩnh Tuy sẽ có 6 làn xe ô tô, trong đấy có bốn làn xe xe con và hai làn cho biết riêng, cộng với hai cái phần làn xe hỗn hợp. Ở đây được hiểu là xe thô sơ cho người xe gắn máy và làn này được là khá rộng, được ranh giới so với làn trong bằng cái giải phân cách cứng, an toàn hơn, to hơn và an toàn hơn cho cái người tham gia giao thông. Ở đây là cái thời điểm buổi trưa, do đó mật độ lưu thông là khá phù hợp. Tuy nhiên vào giờ cao điểm thì cái cầu này mật độ rất là đông. À ta cùng quay lại cái cầu Bình Tuy giai đoạn 2. để lưu thông test theo cái tuyến từ trung tâm sang phía mặt Long Biên. À, chúng ta sẽ đi cạnh với cái giải phân cách cứng, ngăn cách giữa ba làn xe ô tô ở bên phía tay trái này với làn xe thô sơ ở bên tay phải, à, chúng tôi có thể quan sát được là cái làn xe thô sơ bên tay phải là rất rộng, rộng hơn rất nhiều so với cái làn xe thô sơ ở cầu bệnh viện đoạn một và đặc biệt là cái giải phân cách cứng này à, nó sẽ không cho phép các cái dòng phương tiện lẫn làn của nhau à, đảm bảo an toàn hơn cho nhóm xe thô sơ đi ở bên phía làn bên tay phải này. Đây, bên này thì chúng ta quan sát thấy hệ thống cột đèn à, đang được đặt sẵn ở vị trí rồi để chuẩn bị để lắp à, đứng lên theo thiết kế à, mặt nhựa thảm khá là đẹp các cái nét à, vẽ mờ để định vị à, cái làn đường cũng đã được sẵn rồi các cái khe có giãn à, cũng đã được lắp đặt hoàn thiện à, về cơ bản thì à, À, khối lượng hoàn thành đã rất là nhiều rồi, chỉ còn một vài cái tiểu tiết công việc này mà thôi. À, theo như dự kiến thì à, ban đầu à, cầu sẽ thông xe vào dịp 2 tháng 9 năm 2023. À, tuy nhiên à, thông báo gần đây nhất thì sẽ công bố lùi ngày thông xe vào ngày 10 tháng 10 năm 2023 để chào mừng ngày kỷ niệm giải phóng thủ đô à, với lý do là các cái thủ tục hồ sơ à, phức tạp và nhiều công đoạn do đó sẽ lùi lại vào cái ngày 10 tháng 10 Cầu Vĩnh Tuy thì có chiều cao tĩnh không là 11m với nhịp đúc hẫng dài 135m lớn hơn so với cầu Thanh Trì ở phía Hạ lưu là 130m như vậy là cầu Vĩnh Tuy là cái cầu bê tông đúc hẵng, bê tông cốt thép giữ ứng lực với nhịp là lớn nhất Việt Nam hiện nay cái cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 này thì được khởi công vào năm 2021 và hoàn thành vào năm 2023 như vậy là mất 2 năm thi công tiến độ nhanh hơn rất nhiều so với 5 năm ở giai đoạn 1 mặc dù vào thời điểm thi công giai đoạn 2 này thì dính vào thời kỳ đại dịch Covid-19 tuy nhiên độ thi công nó rất nỗ lực bất kể thời tiết cũng dịch bệnh hoàn thành cây cầu này theo đúng như tiến độ đề ra việc cầu vĩnh tuy 2 hoàn thiện cho cái năng lực lưu thông của cầu vĩnh tuy toàn giai đoạn trở nên hiệu quả hơn rất nhiều từ đây lưu thông từ phía quận long biên sang quận trung tâm nhất là đến khu vực Ngã Tư Sở đều là đường vành đai hai trên cao. Lưu lượng xe đi rất nhanh với tốc độ 80 km/h và chúng ta chỉ mất tầm 5 phút để có thể đi từ Long Biên đến với Ngã Tư Sở. Một điều kiện giao thông thì năm ra giao thông thì quá là tuyệt vời. Hy vọng là sắp tới thì sẽ có nhiều cây cầu hơn nữa để việc kết nối bờ đông và bờ tây của thủ đô Hà Nội ngày một thuận lợi hơn để phát triển bờ đông thành một nơi đáng sống à, xin khép lại video về test cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 tại đây à, mọi người nhớ đăng ký kênh à, để đón xem các video tiếp theo của nhà vui nhất là video à, lễ thông xe của cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vào ngày mùng 10 tháng 10 năm 2023